Hiện tại là 12 giờ 20 của buổi trưa ngày 2 tháng 8. À, buổi trưa ngày hôm nay thì em có 5 cây iPhone đã qua sử dụng nhưng còn ở tình trạng zin chưa đụng ốc để giới thiệu với mọi người. À, đầu tiên thì em giới thiệu với mọi người một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 256 GB. Về ngoại hình thì à, mọi người có thể thấy là máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé Và quan trọng nhất thì nó là hàng zin chưa đụng ốc iPhone phải mở hai con ốc này thì mới có thể mở được iPhone mọi người nhé và mới có thể thay thế sửa chữa chưa đúng ốc có nghĩa là chưa bùng mở chưa thay thế sửa chữa và những cái máy này thì đều còn áp suất zin trong nước mọi người nhé mọi người có thể thấy là máy đẹp rất là xuất sắc bản 256g Ở chiếc máy này thì pin zin theo máy còn 85 phần máy có mã số là 498t và mức giá em để cho mọi người là 7 triệu 100 nghìn mọi người nhé À, tiếp theo là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 256G máy này thì có màu gold mọi người nhé về ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy đẹp xuất sắc mọi người nhé em quay rất là sát rất là kỹ cho mọi người xem rất là nét về chất lượng thì nó là hàng zin chưa đụng ốc và cây máy này là một cây hàng siêu tầm pin của máy thì còn rất là cao mọi người nhé còn là 93 phần trăm máy có mã số là 486T hàng zin ốc zin áp của người ta chưa bung mở. mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 300 nghìn mọi người nhé tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64g bên về ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy đẹp 99 mọi người nhé máy rất là đẹp hàng tuyển chọn Tất nhiên thì nó cũng sẽ không được đẹp hoàn hảo như máy mới mọi người nhé. Nhưng mà mọi người thấy là em quay rất là sát, rất là kỹ này. Đấy, thì uh, hàng đã qua sử dụng uh, rất là đẹp rồi, không hề cấn bóp gì cả. Uh, máy có mã số là 692A và mức pin theo máy thì còn 83%. Máy này bên em tặng pin mới mọi người nhé. Tức là uh, mức pin 83% thì đối với dòng XR thì uh, dùng vẫn còn được mọi người nhé tức là đối với bác nào mà dùng ít ấy, hoặc là dùng ở mức trung bình thì uh, vẫn còn ok đấy còn nếu mà mọi người mà dùng nhiều chơi game đấy, thì 83 là nó hơi đuối đấy. thì các bác có thể yêu cầu em thay pin luôn thay pin thì em sẽ có video mở máy lần đầu tiên gửi cho các bác chứng minh là hàng chuẩn là hàng zin ốc các bác nhé mở ra lần đầu tiên luôn à, trước máy đó thì bên em để cho mọi người mức giá là 5 triệu 700 nghìn mọi người mức giá bên em báo thì đã bao gồm uh, chọn gói cho mọi người là mức giá chọn gói uh, miễn phí ship tặng phụ kiện chất lượng uh, bao gồm cáp sạc ốp quân lực bảo hành 12 tháng thay pin miễn phí trong 12 tháng bao zin không zin tặng máy ngoài ra bên em còn bao dùng thử không ngưng có thể trả lại máy bên và nhận lại tiền mọi người tức là không cần uh, bất cứ lý do nào cả mua rồi muốn trả lại thì trả uh, ạ uh, tiếp theo là một cây iPhone 12 Pro phiên bản quốc tế 256GB mọi người lưu ý là 12 Pro thì nó sẽ nhỏ hơn 12 Pro Max các bác nhé đợt trước thì có một bác ở trường Mỹ mua của mình là một cái 12 Pro và khi mà chuyển máy đến thì bác bảo là ô em tưởng 12 Pro Max Thế thì em em cũng nói với bác ấy bảo là khi mà tư vấn thì em cũng nói là 12 Pro với lại khi mà anh hỏi mua máy thì thì cũng hỏi 12 Pro mà bây giờ anh lại bảo là cứ tưởng là 12 Pro Max Đấy. rất là nhiều bác nhầm cứ tưởng là 12 Pro và 12 Pro Max là một nhưng mà không phải có nhé 12 Pro nó sẽ nhỏ hơn và sau đó thì bác đổi lên một cây 12 Pro Max Đấy. thì những cái trường hợp đó thì thật ra là bị làm sẵn sàng là đổi cho các bác à, nhưng mà nó sẽ tốn thời gian của cả hai bên nên là các bác <laughs> chú ý giúp em 12 Pro thì nó sẽ nhỏ hơn 12 Pro Max các bác nhé cái ờ, này pin zin theo máy thì còn uh, 90 phần trăm và máy có mã số là 061p máy này em để cho mọi người mức giá là 13 triệu 500 nghìn mọi người nhé pin uh, 90 phần trăm thì là một mức pin uh, khá là cao đối với dòng uh, 12 Pro tại vì uh, những cái dòng máy nhỏ thì thật ra là pin nó xuống khá là nhanh mọi người Đấy. nên là 90 phần trăm đối với dòng 12 Pro là còn khá là cao à, tiếp theo là một cây iPhone uh, 11 máy này nó là máy mới luôn mọi người nhé đây là một cây hàng trả bảo hành chưa qua sử dụng mọi người nhé sạc không lần Đấy, vẫn còn uh, siêu màn à, bản 128 g mọi người nhé đây cho mọi người xem ngoại hình dung là ngoại hình của máy thì uh, nó như máy mới luôn Đấy, tại vì nó là máy mới mọi người nhé hoàn hảo luôn chiếc máy này thì bên em để cho mọi người mức giá là 8 triệu 900 nghìn mọi người nhé 8 triệu 900 nghìn thì so với mua máy mới ở thế giới di động hoặc là một số hệ thống điện máy lớn thì mọi người có thể tiết kiệm được 3 đến 4 triệu đến đây thì em xin kết thúc video để đặt hàng thì mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé Bên em thì có hai cơ sở ở Hà Nội, thứ nhất là ở số 40 Võ Thị Sáu Hà Đông, thứ hai là ở Yên Lỗ Cẩm Yên Tây Cát Hà Nội. Đối với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code. Nhận được hàng thì mọi người được kiểm tra hàng kỹ càng trước khi thanh toán. Và sau khi thanh toán thì mọi người còn một ngày dùng thử, không ưng mọi người có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền mọi người nhé. Ở website của bên em là tuvannmobile.com và với phương châm là hàng chọn giá thấp thì như mọi người thấy là máy của bên em thì không có nhiều đấy đây là thành quả uh, của một buổi sáng bên em đi uh, chọn máy, thật ra là chọn được nhiều hơn nhưng mà có một số đã đặt từ trước nên là máy về cái là bên em sẽ báo cho khách và khách chốt luôn. Đấy. thì uh, số lượng máy thì uh, uh, như mọi người thấy là rất là ít đối với một cửa hàng nhưng mà ở đây uh, đều là hàng uh, tuyệt chọn mọi người nhé, bên em phải mất công đi chọn thì mới được những cây máy hàng chuẩn là dìn ốc áp như này và bên em bảo là dìn ốc không dìn tặng máy mọi người nhé và như mọi người thấy thì mức giá bị em để cũng so với trên thị trường nó là mức giá trung bình thì đấy là một cái mức giá thấp nhất có thể mà bên em có thể là cố gắng để để cho mọi người. Và với một chế độ bảo hành em nghĩ là so với trên thị trường là 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 khá là cao. Bên em bảo hành trong 12 tháng và ngoài ra thì bên em còn thay pin miễn phí trong 12 tháng mọi người nhé kể cả bên em bao dung thử không ưng có thể trả lại bên, bên em máy và nhận lại tiền ngoài ra bên em miễn phí ship tặng phụ kiện chất lượng nói chung là chế độ thì bên em sẽ cố gắng là đẩy lên mức cao nhất có thể chân thành cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ tu vân mobile trong thời gian qua hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo